Thưa quý vị, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đến 7 giờ sáng nay, ngày 19 tháng 9, tâm bão số 4 cách Quảng Trị khoảng 210 km về phía đông-đông nam, cách Đà Nẵng khoảng 120 km về phía đông, bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Trong những giờ tiếp theo, bão số 4 sẽ đi vào đất liền trên khu vực tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Khoảng 7 giờ ngày 20 tháng 9, tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên khu vực biên giới Việt-Lào. Áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8. Sau đây sẽ là chi tiết những thông tin dự báo đến từ ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Mời quý vị cùng theo dõi. Và chúng tôi dự định là dự báo là trong khoảng thời gian tới, khi mà di chuyển đến khu vực quần đảo Hoàng Sa thì nhiều khả năng áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành cái bão. Và với cái hướng di chuyển là hiện tại đang là chủ yếu hướng Tây, sau đó khi mạnh lên thành bão thì áp thấp nhiệt đới sẽ đổi hướng, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và hướng về đất liền các tỉnh miền Trung. Và với cái diễn biến như vậy thì chúng tôi nhận định là cái dưới tác động của cái hoàn lưu áp thấp nhiệt đới sau là cơn bão ấy, thì trên biển trong ngày và đêm nay ở khu vực Bắc Biển Đông sẽ có cái gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8. Gió mạnh sẽ mở rộng đến khu vực biển Trung Bộ, trọng tâm là khu vực từ Hà Tĩnh trở vào đến Quảng Ngãi, với Quảng Nam, Quảng Ngãi với cái gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9. Và sóng biển ở các khu vực này sẽ cao từ 2 đến 4 mét, vùng gần tâm bão cao từ 3 đến 5 mét. Đó là về cái diễn biến của gió mạnh trên biển. Còn là về cái diễn báo mưa thì do tác động của cái giải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực Trung Bộ, kết hợp thêm với lại cái hoàn lưu phía trước của cái cơn áp thấp nhiệt đới hiện tại, thì trong đêm qua và sáng sớm nay khu vực Bắc và Trung Trung Bộ đã có cái mưa to với cái lượng mưa phổ biến từ 30 đến 70 mm, một số nơi có mưa xấp xỉ trên 100 mm. Và chúng tôi tiếp tục dự báo trong khoảng ngày 19 đến sáng của ngày 20 tháng 9 ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ sẽ xảy ra một cái đợt mưa lớn với cái tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 300 mm và có nơi trên 300 mm. Và với cái lượng mưa như vậy thì cái khu vực Trung Bộ, trong cái vùng núi Trung Bộ, nhất là cái khu vực từ Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và khu vực Quảng Nam, trong thời gian tới cần hết sức lưu ý đến cái hiện tượng lũ quét và trượt lở đất. Thưa quý vị, theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, hiện tại đơn vị đã kiểm đếm hướng dẫn cho 66.960 tàu với 306.725 người biết diễn biến hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới để chủ động di chuyển vòng tránh. Trong đó có 338 tàu với 2.105 người hoạt động tại khu vực Bắc Biển Đông và quần đảo Hoàng Sa. Không có phương tiện nằm trong vùng nguy hiểm, các phương tiện nằm trong vùng ảnh hưởng đang di chuyển vòng tránh. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục nhận định cũng đã hết. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng đến với chuyên mục ý kiến bạn đọc.